Dạ có. Con với má ở kế phòng trọ với nhau. Chuyến này Trâm với má Dung là sẽ được đóng chung với nhau và rất là nhiều phân cảnh với nhau. À, má sẽ đóng cái vai cái bà mà Tư Hợi mà mỗi một tiếng chửi thề là bíp bíp. Mà hôm qua tụi con đã bàn bữa đi học kịch bản là không có má. Nó kêu trời mình chửi thề nhiều quá rồi lên phim á sợ khán giả người ta nói sao. Thấy Cương kêu không sao hết, cứ để cho bà chửi tôi về tôi bíp hết. Thôi vậy thôi, chửi bà bíp thì chửi chi. Chửi mà đừng biết thì chửi. Không, có những cái từ ví dụ lúc mà má nổi điên lên má chửi thì biết đó thôi. Má! Biết. Giờ làm lại nè, 2, 3. Má! Biết. Làm nguyên một phim má biết không luôn á. Yeah. Nguyên một phim này má dùng khỏi thoại luôn. Ê. Chào ông bố. Bố ôm giùm con cái ông bố. Ông bố sợ chó không? Dữ không? Dữ không? Không, dạ không. Không, không có, không có sợ chó. Chúc cô đậu đại đây, tại chúc đây 4 giờ mấy đi đứa nhỏ đó. Cô đây đóng cửa lại không sao? Dạ, 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 sao không được, cháu con bay đây cả ngày mà. Con bay từ giờ tới tối mà. Trời ơi. Sủa tôi nè. Ở nhà cậu bốn quá trời xoài. Rồi bây giờ thì ngày hôm nay là ngày đầu tiên bấm máy của phim Chùm Nổ của anh Cương Dừa nha quý vị. Thì mình đem đồ theo để đi quay. Đây, một vali đồ. Anh sợ. Vậy nào. Ui à. Tôi đem bánh theo cho Đoàn ăn nữa nè. Đâu cái này mình vác đi. Đây. Đây cái nào tôi vác phụ cho. Dạ, được rồi cậu Tư. Sáng quay ở đây, một buổi sáng ở đây. À, nhà đây bối cảnh nhà ai ta? Nhà cậu Tư. Nhà của Út Đa. À, Út Đa hả? Đúng rồi. Đi, Cơm Dừa đi hỏi vợ đó. À, rồi con gửi xe đây xíu cậu. Rồi rồi. Giờ cái gì mà cậu Tư rồi, cậu Tư của cậu Tư nữa. Rồi. À, cậu Sáu đi cậu Tư. Trời ơi, quý vị. Nhà cậu Sáu quá trời xoài luôn kìa. Trời ơi. Chết cha sao nó rớt xuống rồi. Trời ơi là cây xoài kìa. Xoài ơi xoài rụng bị bà để bà hử chứ bà không ăn. Rụng ơi rụng ơi. Đông rụng. Dạ. Dì cậu Sáu cho luôn kìa. Cậu Sáu cậu Tư à. Cậu Sáu. Cậu Sáu. Cậu Sáu anh của cậu Tư. Cậu ruột. Cậu ruột. À. Cậu ruột của cậu Tư. Em của bà ngoại á. Dạ. Em của mẹ. Ui rồi rồi thôi thôi đây đi, đi đi vô đàn quay. Mày ghê không có e con nó này phải đơ đi nè mày quá đi. Thôi. Để đi rồi sáng có gì tới tối con lợi con hái cũng được, có cái lòng con hái cũng được. Bây giờ mình sẽ qua khám phá đoàn phim nha. Mình gặp đoàn phim ngày đầu tiên quay cũng Cương Dừa ha. Hôm nay quay chăm quay có một cảnh nè quý vị. Đó có cậu Tư qua xếp đồ giùm. Ê,
thì đèn tin là tích bên kia, nhưng mà xe thì mình đậu nhờ ké nhà của cậu Sáu. Khổ rồi, con cái đùm đề. Nè cậu Tư, để này cậu Tư, để này là con kéo luôn cho đỡ đỡ nặng. Kéo được không? Đây tôi kéo cho, để tôi đẩy cho. Cậu Tư là dễ thương lắm luôn á. Nãy cậu Tư xách cái gì vậy? Dạ. Cứ để ngay lan can đó đi. Con thấy con lấy à? Con lấy đi, đợi tí nữa. Dạ thôi, để đi, để xíu đi, con lại con lấy. Đây là bối cảnh quay ở Bình Chánh nha quý vị. Tay của Trâm trong phim là định hình nhân vật này như vậy nè, vẫn vẫn quần đùi áo thun này nọ, có hơi sexy một tí, nhưng mà rất tiếc là không sexy lắm, mà men men lì. Xe cậu Tư, xe sữa đi học á. Tao nó bệnh ở nhà. Trời ơi, bệnh nè. Bệnh bữa giờ. Bữa giờ thấy mà bệnh quá trời. Bệnh mấy bữa nay. Thí Vĩnh nữa, Thí Vĩnh cũng ho. Đây, thưa quý vị, đoàn phim, xe đoàn viên quen thuộc của chúng ta, từ bộ phim Về Nhà Ăn Tết qua tới bộ phim Chùm Nổ. Và đây thưa quý vị, đây là dàn xe của dàn diễn viên. Trời ơi, đậu ngập lối luôn. Thiếu xe của anh Cương Dừa. Anh Cương Dừa đi xe máy. À bữa nay Cương Dừa xe máy để quay gần bối cảnh nhà anh Cương Dừa. Sáng quay đá gà đây nè. À sáng bối cảnh quay đây. Chỉ ao mưa. Nói chung là bối cảnh đường này rất dân quê. Ở trong đây có vườn ổi nữa nè. Đó, đoàn phim đang quay trong kia đó quý vị. Nhỏ quá mọi người không thấy. Ổi này là ổi nhà. À ổi nhà đúng không? Đoàn phim đó quý vị. Đoàn phim đó quý vị ơi, kìa đoàn phim kìa, đó đoàn phim đó. Trời ơi, bình bát. Cái này ở ngoài quê Trâm kêu là trái bình bát nè quý vị. Né queo queo rồi. Né queo rồi nè. Trời ơi, nguyên một cây bình bát luôn à. Bởi vì mình qua dưới quê vui lắm. Qua dưới quê thích. Giờ mình sẽ vô bối cảnh chính của phim Chùm Nổ nha quý vị. Hello chị. Em chào chú. Lộn, con chào anh. Dạ con chào mọi người. Dạ Hồ Bích Trâm ạ. Đây chúng ta đã tới bối cảnh của đoàn phim rồi. Trời ơi cậu Tư, cái giấy sữa sai trái quá hả? Trời ơi quay ra đảo quá hả? Trời ơi có người. Quý vị ơi, mình có người coi con giùm mình rồi. Em nuôi luôn đi. Đây khẩu trang nè. Khẩu trang của chị. Này xin giới thiệu Nấm Bi. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Úi dồi thơm. Rồi đây chị. Trời, chị Trâm mới xuống mà giống như là kiểu là chị Trang, chị Trang. Rồi đây là bé Ngân. Dạ xin chào quý vị khán giả của kênh chị Hồ Bích Trang. Yeah. Thôi chị Trâm thơm. Để Ngân chào lại. Cái gì vậy? Chị Trâm thơm quá à. Tôi chưa xịt nước hoa luôn á. Thơm. Hay chỗ thơm. Thơm giống như tụi mình đánh hồi đó. Mình đã dưới quê cả ngày á chị Trâm. Nó là mùi chó nè. Thấy người ta đeo sợi dây chuyền rồi ôm mà. Quý vị, thấy con chó ôm sợi dây chuyền bự quá cái là ôm mà bà Nấm Bi này nè. Quý vị nó ra nó mừng chó nó ôm. Rồi đợt này có thoại chưa? À chị, đang kể câu chuyện có thoại chứ. Nên kể đi. Xin chào khán giả của bé Trang. Nguyên đoạn hội thoại một tiếng. Giờ mới biết trời. Chị con nuôi á. Chị Ngân chỉ có mỗi dạ. Lần này là mình sẽ được gặp bé Ngân, Trang với là Nấm Bi trong bộ phim Chùm Nổ. Và hy vọng là lần này mấy bé sẽ có thoại nhiều hơn. Dạ thoại rất hết nhiều nha. Hết chị ơi. Từ thay sáng tới giờ thoại đúng một câu thôi. Dạ. Ủa sao chị Trâm biết hay vậy? Bà Nấm Bi mới kể á. Trời chị Trâm đẹp quá. Hello. Ai vậy con? Chào má. Rồi nó coi cái con. Chào quý khán giả của má Phương Dung cũng như là kênh Ngủ Long Du Ký. Con đóng vai gì ở đây? Dạ con đóng vai làm gái. Con đóng vai gì ở đây? Dạ làm gái. Con chịu tục quá. Không có. Thiệt, trong phim anh Phương vừa đợt này cho con đóng vai làm gái, nhưng mà không có mấy cái cảnh bậy bạ này hết. Con biết nhà là nhà của ai không? Nhà dưới quê của anh Cương Dừa. Không phải. Nhà của thím. Thím cháu bà cố bà ba gì. Nhà gì của anh ơi? Thím của chú của cháu bà cố bà ba gì của Cương Dừa đó. Tùm lum. À ấy là nhà ngoài đời á hả? Nhà thiệt á. Dạ đúng rồi.
nhà gì đó, thím của cháu bà cố gì đó. Nhà bên kia là cậu Sáu. Cậu Sáu là gì đó về liên quan với tới cậu Tư nữa, người ta nói nhiều lắm. Vậy bà hả? Con dòng họ của anh Khương ở đây không con à? Con liên quan tới má trong phim này không? Dạ có. Con với má ở kế phòng trọ với nhau. Chuyến này Trâm với má Dung là sẽ được đóng chung với nhau và rất là nhiều phân cảnh với nhau. À, má sẽ đóng với vai cái bà mà Tư Hợi mà mỗi một tiếng chửi thề là bíp bíp. Mà hôm qua tụi con đã bàn bữa đi học kịch bản là không có má. Nó kêu trời mình chửi thề nhiều quá rồi lên phim á sợ khán giả người ta nói sao. Chửi. Cương kêu không sao hết, cứ để cho bà chửi tôi về tôi bíp hết. Thôi vậy thôi, chửi bà bíp thì chửi chi. Chửi mà đừng biết thì chửi. Không, có những cái từ ví dụ lúc mà má nổi điên lên má chửi thì biết cái đó thôi. Má! Biết. Giờ làm lại nè, 2, 3. Má! Biết. Làm nguyên một phim má biết không luôn á. Nguyên một phim này má Dung khỏi thoại luôn. Xin giới thiệu cho quý vị, đây là má Phương Dung là sẽ đóng một cái phim, một cái vai rất là dễ thương và ấn tượng trong bộ phim Chùm Nổ của anh Phương Dừa. Mà kỳ này thì lại lịch xếp được. Lịch xếp được chứ thôi mà. Nhưng mà đâu 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 con đừng nói vậy nghe, về ngàn tới cái dài của má rất là dễ thương nha. Thì cái dễ dài thương của má cực kỳ nha. Quý vị biết không, hai lần đã trễ hẹn với Trâm rồi, lỡ hẹn với Trâm rồi. Trâm mời không bao giờ đóng, mình Phương Dừa mời cái đóng liền. Ờ, à, giống như mê Phương Dừa. Mày đâu quá. Bội má bữa nay sao má đẹp nè. Má quay bên Điền Quân á con. Đèn chương nè phải không? Dạ. Mày có nhớ mày gặp tao không? Đây xin giới thiệu cho quý vị anh Chương vô đây, chân sao vậy? Tao có sao đâu. Bộ đồ tao có bộ y chang nè, bộ đồng nữ. Quý vị đây là anh Thanh Chương à. Này chúc mừng sinh nhật anh nha. Ủa hồi nào hoài luôn á. Dạ cách đây vài hôm á. Dạ. Anh Chương là ngày hôm nay là đóng nhân vật gì trong phim anh Chương giới thiệu cho anh Chương. Hôm nay là anh Chương đóng nữa. Đóng một nhân vật trong phim đó là đệ tử. Tử ai? Đệ tử của ai nữa? Đệ tử của Lép. 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 Gì? Con tên gì? Lép. Lép. Tên gì trong phim? Là Liệt. Liệt, con là Liệt. Còn đây là anh La. Lép La là La Lép Liệt. Đây là La làng La xóm. La tên gì? Dạ. À tên Tiềm, Tiềm Pro Tiềm. Tiềm là có làm trong game show là gì không? Mà Tiềm Pro. Dạ có thích cái hài người bạn rồi đưa em về nhà. Rồi em cứ ông vào hết game show rồi. Biết rồi, biết rồi, mày làm nhiều lắm nhưng mà mày có được giải nào không? Mày chỉ mặt lên cho tao là đi. Anh nhìn Tiềm vô đây luôn đi. Đây nè. Anh Tiềm vô đây luôn cho. Dạ, 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 rồi rồi. Bây giờ Trâm vô trong chuẩn bị đồ nha quý vị ơi. Đây là anh Thanh Chương nè, rồi đây rất là nhiều nhiều diễn viên trong phim này. Ủa, mày nói tí hả? Dạ. Nói tí mà nói vô. Con hello quý vị khán giả, anh khán giả đi anh. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Quang Đình Vũ. Mọi người hãy subscribe kênh Quang Đình Vũ Official nha mọi người. Mọi người ơi, subscribe kênh Quang Đình Vũ Official nha mọi người. Con Quang Đình Vũ Official ở trên YouTube là một anh chàng màu đỏ. Đây, dạ đem nói chậm đây. Đem nói một câu kênh em cái. Dạ thưa quý vị là anh Nguyễn Đình Vũ đáng lẽ là đóng trong phim của Vì Nhà Tết. Nhưng mà rất là tội lỗi luôn. Ngày hôm đó không có lịch của anh Vũ kêu anh Vũ lên. Xong cuối cùng anh Vũ về mà ngày hôm sau anh Vũ kẹt với anh Vũ không thể tham gia vào phim Vì Nhà Tết được. Xong là anh đóng vai Khải Heo rồi. Đó, cái Khải Heo là sau này là anh gì đó? Phạm Hy. Anh Phạm Hy đóng. Bây giờ mình đi vô trong nha đây. Vô vai vợ Đùng Thuận ngộ mọi người ép vô cái vai mà không có vợ. Ê, ê, vậy là mình chung sớm đó. Ê, chưa chưa quý vị. Dạ. Tôi chưa kịp nói gì với mọi người. Hello. Chú Nam. Tôi chưa kịp nói gì hết, nó bỏ tôi nó đi rồi. Đây chú Nam, đây nè chú Nam. Dạ đây thưa quý vị, chú Lê Nam. Tại sao kêu bằng chú? Tại vì tóc chú bạc rồi đó, mình kêu bằng chú. Và chú Nam trong lần này là sẽ được đóng chung với mình. À chú Nam cua Trâm á. Ủa có không con? Trâm nhưng mà Trâm nhưng mà anh phải đính chính cho em lại. Hồi nãy á là cái vai là cua em đúng không? Anh có tập giờ anh tranh thủ anh cua chị mấy cấp trước rồi. Rồi, đi luôn. Ủa trời. Anh Lê Nam đóng vai ôm. Đúng rồi, xe ôm. Ôm. Chú đóng xe ôm, sau sau này cơ. Rồi em ôm chú luôn đúng không? Con nhỏ làm gái đó, nhỏ Đào. Ủa gì hả? Con đóng vai Đào. Khương vừa bỏ vai nha. Rồi đây luôn. Anh tưởng em vô. Anh tưởng em vô vai ca sĩ nổi tiếng làm cho biết chứ hết hồn được luôn á. Vậy đó mọi người, em tới cái tiệm giải tán. Bây giờ quen cái gì á? Đây là tổ mắc cấp à? Đây là tổ mắc cấp à. Bây giờ mình vô mình sẽ thay đồ để chuẩn bị cho cái cảnh cuối phim. Vui lắm, cái phim Chùm Nổ này ngày đầu tiên lên quay tất cả các diễn viên quay cảnh cuối cùng của phim. Chưa có một cái tâm lý nào luôn. Thưa quý vị là ngày đầu tiên quay phim Chùm Nổ đã quay cảnh kết phim. Trời ơi, diễn viên không có một cái tâm lý nào hết nhưng mà không sao. À cái cảnh cuối là cái cảnh rất là dễ thương và vui luôn. Bị mất dây rồi. Đứng đỡ giùm nó. Rồi thôi bây giờ Trâm sẽ đi thay đồ để mà quay cảnh kết phim và hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ bộ phim Chùm Nổ của anh Khương vừa làm.
sẽ được chiếu trên kênh Quân Thương Dừa, và mọi người nhớ đăng ký kênh của Trâm để xem những clip hậu trường của phim Trâm Nổi nha. Bye bye.